người bán hàng giỏi, người bán hàng xuất sắc là người gãi đúng chỗ ngứa, gãi chỗ thêm ngứa, gãi chỗ không ngứa, đưa đâu gãi đó. Okay, vậy thì chúng ta chọn cái câu nào? Gãi chỗ không ngứa, cái thằng này là cái thằng dở hơi nhất. Cái chỗ người ta không ngứa mà gãi, ok các bạn, cái thằng này là cái thằng dở hơi nhất, ok chưa? Các bạn làm chung đây, lâu lâu thỉnh thoảng các bạn cứ ngứa ngoài cái lưng không? Cái chỗ mà chúng ta gãi không được á, có không? Mà giờ thằng này nó gãi mà nó gãi không tới bực không? Bực chịu không được, ok các bạn? Cái thằng đó là cái thằng thằng gì gãi chỗ không ngứa, cái đó bực mình vậy đó, ok các bạn ơi. Yeah, tao này rất là thú vị. Cái này nó thể hiện như câu bán hàng mà người ta không thích người ta không nghe mà chúng ta cứ ngồi vậy. Lãi nhãi đây hoài. Có không? Có. Cái thằng đó là nó tra tấn, có không? Nó đi tra tấn khách hả? Nhiều lắm. Cái thằng tra tấn nghe rất là bực bực. Ok chưa? Rồi, cái thằng tiếp theo nữa. Thằng đưa đâu gãi đó. À, thằng này là cái thằng mà biết bán hàng thôi. Ok chưa? Khách nó mở một cái cửa hàng ra, ok, nó ngồi đó rồi tự nhiên có khách hàng vô mua, ok, đây những người họ kinh doanh như vậy có các bạn ơi, kinh doanh người ta gọi là kinh doanh thủ, cứ mở cửa hàng ra rồi ngồi vậy nè, rồi có ai vô mua thì họ thì mua rồi lấy bán thôi, ok chưa? Người đó là người kinh doanh rất là tự động, đưa đâu gãi, gãi đó, ok chưa? Tôi gãi chỗ nào, tôi ngứa chỗ nào, tôi gãi chỗ đó, ok các bạn, thậm chí đưa mới biết gãi, không đưa không biết gãi, ok không? Kinh doanh thủ. Chúng ta phải nhận diện ra cái bức tranh của chúng ta đang đứng ở đâu. Gãi đúng chỗ ngứa, ok chưa? Đây là mới cái thằng bán hàng giỏi thôi, tức là biết được thằng đó nó ngứa chỗ nào mà gãi, ok, thì thằng đó là thằng như thế nào ạ? À, mới có bán hàng giỏi thôi. Người bán hàng xuất sắc là người gãi chỗ thêm ngứa, càng gãi nó càng ngứa. Nào chúng ta đi thay chưa? Đó là cái thằng bán hàng xuất sắc. Dây tôi ra. Càng gãi càng ngứa. Ok, vậy thì như thế nào là một người bán hàng càng gãi càng ngứa? Ok chưa? À, thì mình kể các bạn cái câu chuyện này. Các bạn có sẵn sàng để mình nghe câu chuyện à? Sẵn sàng không? Sẵn sàng. Xoay quanh cái điều này quá tuyệt vời. Cách đây rất là lâu rồi. Cái siêu thị Walmart, các bạn biết siêu thị Walmart nó là dạng là đại siêu thị lớn lắm. Nó chưa vào thị trường Việt Nam của chúng ta, chắc là do cái GDP của chúng ta, mà GDP chúng ta nó chưa cao, GDP chúng ta cao thì mấy cái đó nó vào liền, tại vì nó tính theo GDP, ok chưa? Nó lớn lắm. À, thì người ta mới phát hiện là cứ mỗi cuối tuần á, ok chưa? Và cũng ở Sài Gòn cũng làm như này, ở Mỹ này, cứ mỗi cuối tuần á, người ta mới phát hiện ra là chị em phụ nữ á, cứ 2 ngày cuối tuần thôi là các siêu thị bị chị em phụ nữ tàn phá. Ok các bạn ơi, tàn phá là người ta mới gì mới mở ra rất là nhiều siêu thị trung tâm mua sắm để cho chị em phụ nữ tàn phá, ok các bạn ơi, ok chưa? Và họ mới phát hiện ra rằng cứ cuối tuần vậy thì cứ cái cặp nào mà đi có người nam người nữ á, là đi một hồi là mấy anh em anh đòi về, các bạn dùng chưa? Mấy anh em anh đòi về, anh bực mình lắm, anh cứ anh đẩy xe hàng đi hồi chị đi trước anh đi sau đẩy hồi là anh đòi về, ok các bạn, là thế là đi về mà chị em phụ nữ về thì còn ai mà tàn phá nữa, các bạn nhận ra điều này chưa? Vừa rồi mình có đi Malaysia và bên Malaysia nó có một cái mình vào trung tâm thương mại đó, nó hay lắm các bạn, cái trung tâm thương mại đó là chị em phụ nữ vào á là gửi xe là không tô tiền, bên đó người ta đi xe con các bạn, hả? Và cái người bạn của mình á, ok chưa, chở mình vào trung tâm thương mại đó thì gửi cái bạn gửi xe mà ổng nói là gửi xe trong vòng mấy tiếng đồng hồ đó là tốn tương đương 20 đô, cứ đàn ông vô là gửi xe là tốn tiền rất là mắc, còn phụ nữ vô là như thế nào? Miễn phí. À, phụ nữ vô là chạy cứ kích vô quăng xe đó là đi vô sẵn thôi, tụi bảo vệ nó tự nó lái xe nó đi gửi, ok bạn, ra đó rồi phải là tự nó đưa xe, ok không? Nó ưu tiên cho phụ nữ kinh lắm. Thì vô mặt họ mới phát hiện ra cái việc đó, họ mới thấy rằng ồ, người đó họ càm ram và thế là họ người phụ nữ về. Vậy thì còn ai phá tàn phá siêu thị của họ đấy, ok chưa? Họ đầu tư để cho em phụ nữ tàn phá mà về mất tiêu rồi. Thế là bắt đầu họ mới nghiên cứu thì họ mới thấy sau này mà những cái cặp vào á, ok chưa, mà nam nữ á, là họ đưa thêm cái tờ báo để má anh gì vừa đẩy xe gì
vừa đọc bài học. Ok không? Giữ lại ở lâu hơn. À, không có chứ. À, nhưng mà sau này họ phát hiện là đọc báo một hồi thì nó gỗ cũng vậy. À, cũng hết. À, tức là họ lóc ở các cái siêu thị là các cái tivi. Ồ, ok chưa? À, và đưa lên các cái chương trình bóng đá hoặc là phim hành động Hollywood. Ok không? Thì má ảnh vừa đẩy má ảnh vừa gì? Dán mắt lên tivi xem. Ok không? À, và người ta còn gì đó. Má ảnh khát nước đó. Đẩy lâu thì má ảnh cái gì? Nước, người ta để thêm cái gì? Cái trà nước. Ok chưa? Vậy thì một nguyên tắc để cho người ta ngứa là chúng ta phải giữ họ ở lại với mình gì? Lâu lên. Ok bạn. Giữ càng lâu thì người ta càng gì? Càng gì các bạn ơi? Càng ngứa. Một trong những nguyên tắc là chúng ta phải giữ thời gian lại. Dùng lâu. Thời gian lâu thì người ta mới ngứa được. Nhanh quá làm sao người ta ngứa được. Ok không ạ? À, nó có rất là nhiều cách. Bây giờ các bạn thảo luận đi. À, thảo luận đi. Sắp tới mình sẽ chia sẻ một số cách đó. Ok chưa các bạn ơi? Một cái bạn.